Ba, xoay quanh cuộc đấu tranh sinh tồn chứa nhiều nước mắt của ba anh em họ Ly. Anh trôm chỉa con chối nữa, cái con nhóc này. Có từng này thì mua được cái gì chứ? Tôi không thể xuống tay giết anh được. Tôi xin anh đấy, hãy chạy đi. Cha bị sát hại, mẹ mất. Những cuộc truy sát đẩy ba anh em họ vào cảnh ly tán. Là bà ta sao? Gian khó không dập tắt nỗi đau, họ lớn lên trong khát khao tìm lại người thân và quyết tâm báo thù. Hãy đi lấy số tài liệu đó về đây. Đó là tài liệu giả, đừng bị lừa. Nếu mày có muốn sống tiếp thì phải cho tao biết chúng đã cất tài liệu đó ở đâu. Đứng lại. Cuộc đời lớn tái hiện xã hội Hàn Quốc những năm 70 thông qua câu chuyện thành đạt của một người đàn ông có thật, để truyền tải thông điệp về sức mạnh của nghị lực và tinh thần bất khuất, không lùi bước trước những khó khăn trong cuộc sống. Con về rồi, phu nhân. Nội dung kịch tính, sâu sắc, đi cùng diễn xuất ấn tượng của dàn ngôi sao tên tuổi với hàng loạt giải thưởng là những cú hích giúp cuộc đời lớn tạo nên cơn sốt mới, không chỉ trên màn ảnh Hàn Quốc mà còn lan khắp châu Á. Phim sẽ được trình chiếu vào 11 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh NTV bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 năm 2014. Mời quý khán giả đón xem.